độ cho anh. Đây. Tăng lên như tăng về phía này 5 độ. Đấy, test tiếp tục như thế. Này rõ hơn. Khi nào người ta thấy hai trục nó như nhau. Đến khi nào không? Mình nhìn này. Này. Ví dụ thế này. Với cái này. Hai bên như nhau. Thì là trục đấy là trục là chuẩn. Chuẩn. Thế còn cái 025. 025 là mình bắt đầu mình bước sang cái này nhá. À. Thì đúng đã tìm được đúng trục rồi đúng không? À. Mình áp thêm 025 này. Cái này thì cái vạch đó với cái vạch này phải thẳng nhau đúng không? Nhưng sao là phải thẳng nhau? Thì đây mình đang tinh chỉnh trục mà. Cái này rõ hơn đúng không? Cái này rõ hơn. Cái này mờ hơn. Thì áp thêm 025 vào cái độ cái này đúng trụ không? Này nữa là 075. 075 theo cái trục này đúng không? 5075 vào lại kép tiếp bằng cái này. Rõ hơn, mờ hơn hay là không đổi? Không đổi. Cái này thì mờ hơn, cái này không đổi thì đến lấy trục 075. Đấy, đấy, em không hiểu cái gạch này với cái này nó thẳng nhau như là có cái không? Em nhớ là 025 này chỉ là tinh chỉnh, tức là tinh chỉnh số công suất thôi, còn cái này tinh chỉnh trụ nữa. Trục 05 là trụ. Trục. Chắc là đầu tiên phải trăm tám đúng không? Tinh chỉnh trục trước. Cái này nó phải thẳng này. Trục 108 ở đâu? Đây à? Cái này là mình đang tinh chỉnh trục đúng không? Vâng, đang tinh chỉnh trục đây. Ví dụ đang là đặt trục 180 đúng không? Ừ. Đấy lại như nào nhỉ? Xoay lại. Để đầu tiên này. Ừ. Mình úp lại này đúng hỏi không? Đầu tiên xoay này phải hỏi bệnh nhân là để như này của bệnh nhân quan sát này, so sánh này. Này này. Cái này này. Rõ hơn. Hay cái này, rõ, cái hơn. Này rõ hơn. Nếu bệnh nhân thấy cái này đầu, rõ hơn cái đúng đầu không? Tiên rõ hơn đi. Ví dụ cái đầu tiên rõ hơn à? Đầu tiên rõ hơn thì làm như nào? Thì cộng lên 10 à? Thì xoay cái này lên 10 độ. Xoay về bên này 10 độ. Xoay về bên rõ hơn. Xoay về bên rõ hơn. Thì lúc đấy là chọn cái đấy là bên tiến. Đúng rồi. Bên ngược lại sẽ là bên. Bây giờ test tiếp như này. Cái này với lại so sánh. So sánh với cái này. Cái nào rõ hơn? Cho em đặt giả thiết cái nào rõ hơn đi. Nếu cái này rõ hơn. Xoay về 5 độ. Thì nó xoay về 5 độ như này đúng không? Xoay này đúng không? 5 độ. Ừ. Thì chính xác là giờ nó là cái. Rồi giờ em lại test tiếp như thế. Cái mặt